Quý tín giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Nước Úc đạt cột mốc chích ngừa trong khi số ca ở Melbourne gần mức kỷ lục. Hơn một nửa dân số trưởng thành ở Úc đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ tính đến hôm nay, khi nhà chức trách tăng tốc chích ngừa với hy vọng nới lỏng các quy định, trong khi số ca lên gần mức kỷ lục hàng ngày ở Victoria. Nước Úc đang đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba vì biến thể Delta, dẫn đến phong tỏa hai thành phố lớn nhất là Sydney và Melbourne, cùng thủ đô Canberra, ảnh hưởng gần một nửa trong số 25 triệu dân của đất nước. Những quy định nghiêm ngặt và quyết định đóng cửa các công trường xây dựng trong hai tuần vì virus lây lan nhanh giữa công nhân gây ra các cuộc biểu tình phản đối phong tỏa ở Melbourne trong 3 ngày liên tiếp. Cảnh sát bắt giữ một số người ở Melbourne hôm nay khi họ tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình khác. Victoria hôm nay ghi nhận thêm 733 ca lây nhiễm mới, con số hàng ngày cao thứ nhì trong đại dịch, giảm từ kỷ lục 766 ca vào hôm thứ Năm. Đa số lây nhiễm ở Melbourne, lãnh đạo New South Wales và Victoria cam kết tự do hơn cho dân chúng khi tỷ lệ chích ngừa đầy đủ ở người từ 16 tuổi trở lên đạt 70%. Dự tính tháng tới, đến nay 57% đã chích ngừa đầy đủ ở New South Wales, cao hơn bình quân toàn quốc là 50.1%. 2 triệu liều vaccine đã được chích trong 7 ngày qua trên toàn quốc. Số ca hàng ngày ổn định ở New South Wales, tâm dịch của đất nước, với 1.043 ca mới, giảm từ 1.063 ca hôm thứ Năm. Trong cuộc họp báo ở Sydney, Giám đốc Y tế Kerry Chant nói rằng hy vọng số lây nhiễm tiếp tục giảm trong những ngày tới. Nhưng giới chức đề nghị bất kỳ nới lỏng nào ở New South Wales cũng cần được thực hiện một cách thận trọng và từ từ khi tiểu bang đặt mục tiêu chích ngừa đầy đủ 70% khoảng ngày 6 tháng 10 để tránh lây nhiễm tăng vọt làm quá tải hệ thống y tế. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia lên án khoảng cách bất bình đẳng vaccine rất lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi hôm nay cho biết khoảng cách bất bình đẳng vaccine COVID-19 rất lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia lên án khoảng cách bất bình đẳng vaccine rất lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi hôm nay cho hay là khoảng cách bất bình đẳng vaccine COVID-19 rất lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển là chủ đề chung tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 36 tại New York trong tuần này. Bà nói rằng bất bình đẳng vaccine giữa các nước phát triển và đang phát triển là rất lớn, rất rộng. Do đó khoảng cách này phải thu hẹp. Và trước tiên vấn đề là không có đủ vaccine cũng như phân phối không đồng đều. Vì thế chúng ta đề nghị các nước phát triển hiện có nhiều vaccine hơn về số lượng cần thiết hãy chia sẻ với các nước khác. Theo tổ chức WHO, có hơn 6 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được chích trên toàn thế giới, nhưng 80% là ở các nước phát triển. Bà nói rằng các nước phát triển có thể chia sẻ vaccine của họ qua cơ chế song phương hoặc qua chương trình COVAX. Bà Marsudi là đồng chủ tịch nhóm cam kết thị trường trước COVAX, cho hay mục tiêu ban đầu là phân phối 2 tỷ liều vaccine trước cuối năm nay. Nhưng do nhiều trở ngại như các quy định hạn chế, lệnh cấm xuất cảng, COVAX chỉ có thể phân phối 1.4 tỷ liều trước cuối năm nay. Điều này có nghĩa là còn thiếu 30% so với mục tiêu. Và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cũng cho biết là đất nước bà đồng bảo trợ thỏa thuận về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại về sở hữu trí tuệ, và điều này là phù hợp với ưu tiên của Indonesia là tập trung vào sự bao quát và ổn định bền vững khi Indonesia giữ chức chủ tịch của nhóm G20 trong một năm từ ngày 1 tháng 12. Bắc Hàn sẵn sàng đàm phán nếu Nam Hàn bỏ tiêu chuẩn kép. Một giới chức Bắc Hàn hôm nay nói rằng việc Nam Hàn kêu gọi chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên là quá sớm. Nhưng cánh cửa đối thoại vẫn để mở nếu Nam Hàn bỏ chính sách tiêu chuẩn kép và thù địch. Bắc Hàn và Nam Hàn trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến 1950-1953 chỉ kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải là một hòa ước. Câu hỏi chính thức kết thúc chiến tranh được đưa ra với hy vọng Bắc Hàn sẽ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in nhắc lại lời kêu gọi chính thức chấm dứt chiến tranh trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm thứ Ba.
Cô Kim Yo-jong, em gái quyền lực của Chủ tịch Kim Jong-un cho hay, đề nghị của ông Moon thú vị và đáng ngưỡng mộ, nhưng tình hình chưa đúng vì Nam Hàn duy trì tiêu chuẩn kép, thanh kiếm và thù địch. Cô nói rằng trong tình hình như thế này không có ý nghĩa gì khi tuyên bố kết thúc chiến tranh với các chính sách đó, vốn có thể trở thành hạt giống chiến tranh giữa các bên đã bất đồng với nhau hơn nửa thế kỷ qua. Cô cho hay Nam Hàn cần thay đổi thái độ và tạo điều kiện cho cuộc thảo luận có ý nghĩa về cách để chấm dứt xung đột và cải thiện liên hệ. Theo cô, những gì cần bỏ đi là thái độ hai mặt, thành kiến, phi logic, thói quen xấu và lập trường thù địch biện minh cho hành động của Nam Hàn, trong khi đổ lỗi cho việc thực hiện quyền tự vệ của Bắc Hàn. Trung Cộng đưa chiến đấu cơ đến gần Đài Loan để thể hiện một sự tức giận vì Đài Loan muốn gia nhập thỏa thuận thương mại. Trung Cộng đưa chiến đấu cơ đến gần Đài Loan hôm thứ Năm thể hiện sự tức giận vì Đài Loan muốn gia nhập thỏa thuận thương mại khu vực. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 24 phi cơ của Giải phóng quân Trung Cộng bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Đây là số lượng phi cơ Trung Cộng lớn nhất mà xâm nhập vùng nhận diện trong một ngày kể từ tháng 6, khi không quân của Bắc Kinh đưa 28 phi cơ đến gần Đài Loan trong cuộc xâm nhập lớn nhất năm nay. Chuyến bay diễn ra một ngày sau khi Đài Loan công bố họ nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Thỏa thuận Trung Cộng cũng nộp đơn gia nhập vào tuần trước. Trước đây, Bắc Kinh dùng các cuộc xâm nhập quy mô lớn để thể hiện sự tức giận với Đài Loan vì thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng với hòn đảo. Tranh cãi không chỉ là giới hạn về mặt quân sự, Bắc Kinh và Đài Bắc còn đấu khẩu về việc Đài Loan xin gia nhập vào hiệp định thương mại này. Và trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, khi được hỏi về đơn gia nhập của Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên nhắc lại lập trường lâu nay, Đài Loan là một phần của Trung Cộng. Ông nói rằng Trung Cộng mạnh mẽ phản đối bất kỳ nước nào mà có liên hệ chính thức với Đài Loan, phản đối Đài Loan gia nhập bất kỳ hiệp ước hay tổ chức nào. Bộ Ngoại giao Đài Loan nay phản hồi rằng Trung Cộng không có quyền bình luận về việc chính quyền Đài Loan nộp đơn xin gia nhập và rằng Trung Cộng không đại diện nhân dân Đài Loan trên vũ đài quốc tế. Quân đội Ấn Độ đẩy mạnh cải tổ lịch sử để chống Trung Cộng. Những kế hoạch đã trì hoãn lâu của Ấn Độ để cải tổ quân đội đang có sức sống mới khi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi xích lại gần hơn Hoa Kỳ và các đồng minh củng cố hợp tác quốc phòng chống Trung Cộng. Ông Modi chuẩn bị dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ tại Tòa Bạch Ốc hôm nay cùng với Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, thực hiện các biện pháp để tiến hành tái cấu trúc lớn nhất quân đội Ấn Độ kể từ khi độc lập năm 1947. Quyết định trên được đưa ra khi Hoa Kỳ và Anh Quốc phối hợp với Úc để đưa thêm tàu ngầm hạt nhân đến vùng biển Á Châu Thái Bình Dương. Vào tháng trước, Bộ Quân vụ mới thành lập ra lệnh cho đơn vị lục quân Ấn Độ phụ trách biên giới Pakistan soạn thảo kế hoạch hợp nhất với hải quân và không quân. Mô hình này sẽ được áp dụng toàn quốc để toàn quân đội nằm dưới cấu trúc hoạt động mới trước năm 2024. Lực lượng vũ trang thống nhất hơn sẽ giúp đất nước dễ dàng liên kết với quân đội từ Hoa Kỳ và đồng minh trong trường hợp xảy ra xung đột. Một phần quan trọng trong thỏa thuận AUKUS công bố tuần trước giữa Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc liên quan đến khả năng tương tác trong một loạt lĩnh vực phòng thủ, một việc lực lượng Ấn Độ đang hiện thiếu. Hôm thứ Năm, tại Hoa Kỳ, ông Modi gặp riêng với ông Morrison, ông Suga và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trước cuộc nhóm họp Bộ Tứ tại Tòa Bạch Ốc. Bộ trưởng Quốc phòng của Taliban ra lệnh truy quét ngược đãi. Tân Bộ trưởng Quốc phòng của Taliban khiển trách sai phạm của một số chỉ huy và chiến sĩ theo sau chiến thắng của Taliban trước chính quyền mà được Tây Phương hậu thuẫn tại Afghanistan vào tháng trước, nói rằng ngược đãi sẽ không được dung thứ. Trong đoạn ghi âm thì ông Mullah Mohammed Yaqub đã cho biết là một số kẻ vô lại và cựu binh lính được phép gia nhập các đơn vị của Taliban, nơi họ thực hiện một loạt các ngược đãi đôi khi là bạo lực. Ông tuyên bố ông chỉ đạo loại những người này ra khỏi hàng ngũ và ngược lại sẽ bị kỷ luật nặng. Những người như thế này không thể ở lại trong quân ngũ, và thông điệp từ một trong những bộ trưởng cao cấp nhất của Taliban cho thấy những vấn đề mà giới lãnh đạo mới của Afghanistan thỉnh thoảng gặp phải trong việc quản lý lực lượng khi họ chuyển tiếp từ nhóm quân nổi dậy sang chính quyền thời bình. Một số người dân Kabul nay than phiền bị các chiến sĩ Taliban ngược đãi. Những người xuất hiện ở trên đường phố thủ đô thường là từ các khu vực khác và xa lạ với người thành phố.
Họ trả thù các thành viên chính quyền cũ, quân đội cũ hay là các nhà hoạt động xã hội dân sự, mặc dù Taliban hứa hẹn ân xá. Ông Yakov cho biết là ông nghe thông tin về các cuộc xử tử trái phép và nhắc lại với những hành động như thế này thì sẽ không được dung thứ. Ông nói rằng, theo lệnh Tổng ân xá đã công bố tại Afghanistan, không chiến sĩ Mujahid nào có quyền trả thù bất kỳ ai. Và hiện chưa rõ ông Yakov có đang nhắc đến những sự việc nào hay lý do mà khiến cho ông đưa ra phát biểu trên. Lãnh đạo ly khai Catalonia Puigdemont bị bắt giữ ở Ý. Người biểu tình Catalonia hôm nay tập trung ở Barcelona phía trước lãnh sự quán Ý để phản đối việc giam giữ lãnh đạo ly khai Carl Puigdemont ở Ý. Ông Puigdemont bị cảnh sát Ý bắt giữ hôm thứ Năm ở Sardinia. Trước buổi nghe lời khai dẫn độ, chính phủ Tây Ban Nha hôm nay nói rằng ông Puigdemont phải đối diện công lý ở Tây Ban Nha. Tây Ban Nha cáo buộc ông Puigdemont, cựu lãnh đạo khu vực Catalonia, tội kích động phản loạn vì ông tổ chức cuộc trưng cầu dân Ý về độc lập vào năm 2017, bị các tòa án Tây Ban Nha xem là bất hợp pháp. Lãnh đạo Catalonia bị cảnh sát biên giới Ý bắt giữ tại phi trường Aguero khi ông đến đảo Sardinia tối thứ Năm. Một người biểu tình nói rằng cuộc bắt giữ này là bất công vì ông Puigdemont là một vị dân cử được bầu cử với hơn 1 triệu phiếu và được quyền miễn truy tố. Ông Puigdemont sẽ ra trước tòa án ở Ý sáng hôm nay, mặc dù chưa rõ thẩm phán có quyết định dẫn độ ông hay không. Luật sư Gonzalo Boy của ông cho hay ông tin tưởng nhà chức trách sẽ thả ông Puigdemont ra. Đây là lần thứ 4 chuyện này xảy ra. Hồi tháng 3, Quốc hội Âu Châu tước quyền miễn truy tố của ông Puigdemont. Đây là thành viên quốc hội từ năm 2019. Ông Puigdemont sống lưu vong ở Bỉ và từ Brussels đến Aguero để dự triển lãm quốc tế Adifolk và gặp gỡ lãnh đạo khu vực Sardinia. Tây Ban Nha phát trắc bắt giữ toàn Âu Châu đối với ông Puigdemont, tìm cách dẫn độ ông vì vai trò của ông trong kế hoạch độc lập. 5 người leo núi tử vong trên núi Everest cao nhất của nước Nga. 5 người leo núi tử vong sau một trận bão tuyết trên núi Everest, một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong những năm gần đây trên đỉnh núi cao nhất Âu Châu. Núi này là một núi lửa không hoạt động ở vùng Bắc Caucasus, là ngọn núi cao nhất tại Âu Châu với chiều cao 5.642m. Đón tiếp đông đảo du khách trong nước vì dịch bệnh COVID-19. Tai nạn hôm thứ Năm xảy ra khi mà trận bão tuyết bao trùm nhóm leo núi ở độ cao trên 5.000m. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay đáng tiếc là 5 người tử vong. 14 người còn lại được đưa xuống thung lũng Azov ở phía dưới và cuộc cứu nạn này diễn ra trong gần 5 giờ đồng hồ trong điều kiện khó khăn về gió mạnh, tầm nhìn xa thấp và nhiệt độ thì dưới 0 độ C. Công ty Everest Guide là đơn vị tổ chức cuộc leo núi cho hay 4 hướng dẫn viên chuyên nghiệp đi cùng nhóm leo núi. Công ty cho biết trong lúc leo núi thì một người cảm thấy không khỏe và trở lại với một hướng dẫn viên và cô ta sau đó chết trong tay anh ta. Hướng dẫn viên của cô chờ những người khác nhiều giờ đồng hồ nhưng sau đó trở về trại căn cứ để gọi nhóm cứu nạn. Nhóm leo núi còn lại thì tiếp tục hành trình lên đỉnh núi nhưng một trận bão bất ngờ ập đến khi họ đi xuống. Một người bị gãy chân nên cả nhóm phải di chuyển chậm lại và 2 người chết cống, 2 người khác bất tỉnh và tử vong khi họ được đưa xuống. Hướng dẫn viên và một số người leo núi nhập viện vì phỏng lạnh. Nhà chức trách Nga mở cuộc điều tra hình sự vì cung cấp dịch vụ không đáp ứng được về quy định sức khỏe và an toàn. Cuộc triển lãm rác ở Kaliningrad làm khách tham quan thích thú. Những bức tượng, nhạc cụ, robot và trang phục, tất cả đều được làm từ rác, là những món đồ trưng bày tại một bảo tàng mới vừa khai mạc cuộc triển lãm sáng tạo ở thành phố Kaliningrad của Nga. Cuộc triển lãm rác là điều mới lạ đối với người dân địa phương do nhiều người chưa từng phân loại rác. Ông Oleg Popov, chủ nhiệm dự án môi trường Green Deal cho biết những dự án như thế này giúp người dân nhìn rác theo một cách khác, nhận ra cách chúng có thể tái chế và tái sử dụng. Ngành tái chế kém phát triển ở Kaliningrad nhưng có vài điểm thu gom nơi người dân có thể mang một số loại rác đến. Một điểm thu gom nằm gần bảo tàng rác. Cô Yekaterina Kunesova, một người địa phương cho hay ở khu vực Leningrad, đây là trung tâm duy nhất như thế này. Theo dữ liệu Greenpeace công bố năm nay, chỉ có 7% rác thải được tái chế ở Nga và khoảng 90% chôn lấp tại các bãi rác.
chiếm tổng diện tích tương đương Thụy Sĩ. Một bầy ong giết chết hàng chục con chim cánh cụt Phi Châu. Hiệp hội bảo tồn chim vùng duyên hải miền Nam Phi Châu, Suncoast, đã phát hiện xác hàng chục con chim cánh cụt Phi Châu bị ong chích chết ở trên bãi biển ở Cape Town. Bác sĩ thú y lâm sàng David Roberts, là nhà sáng lập của Suncoast, đã cho biết sau khi kiểm tra, ông và đồng nghiệp đã tìm thấy nhiều vết ong chích quanh mắt của chim cánh cụt. Ngoài ra, họ còn thấy nhiều xác ong chết tại chỗ và đây là một tai nạn rất hiếm gặp. Những con chim bị ong chích thuộc đàn chim cánh cụt ở thị trấn Salmon, là một khu dân cư nhỏ gần Cape Town. Nhà chức trách xác định thủ phạm gây ra cái chết cho chúng là ong macaque, và loại vật này là một phần trong hệ sinh thái tại vườn quốc gia nơi đàn chim cánh cụt sinh sống. Cơ quan vườn quốc gia Nam Phi đã đưa xác chim đến Suncoast để khám nghiệm và đồng thời gửi mẫu vật để kiểm tra về dịch bệnh và độc tố. Các chuyên gia kết luận chúng không có vết thương ở trong hoặc ngoài cơ thể, nhưng tất cả đều có nhiều vết ong chích. Suncoast cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ đàn chim cánh cụt và những nhân viên kiểm lâm của Suncoast đang phối hợp với Sunparks để giám sát tổ chim trong khu vực. Với số lượng chim cánh cụt Phi Châu nay đang giảm dần và chúng có thể tuyệt chủng trước năm 2035. Chim cánh cụt Phi Châu cư trú ở vùng ven biển phía tây nam Phi Châu, từ Namibia cho và theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, thì đây là loài mà có nguy cơ tuyệt chủng cao. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa, số phút thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.